Ok, xin chào tất cả mọi người. Khi mà chúng ta yêu cún ấy thì chúng ta muốn có một cái sự tiếp xúc gần gũi với lại các con cún của chúng ta. Và có một cái việc ở trong số những cái việc mà chúng ta muốn làm là chúng ta muốn cầm đồ ăn ở trên tay cho cún nó ăn để cho nó gần gũi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn với lại mọi người chia sẻ với mọi người cái cách mà để mà điều tiết những cái con cún mà nó háu ăn để cho nó ăn nó nhẹ nhàng từ tốn lại khi nó ăn đồ ăn ở trên tay. Mọi người để ý nhá. Đây. Hôm nay là tiện là có quả mít. Có quả mít nhưng mà quả mít này nó bị ăn nó hơi chua một tí, thành ra là mua về 2 ngày hôm nay mà nó mới hết một miếng thôi, nó còn nhiều lắm. Để anh ngâm trước. Ok, tí nữa. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu siro ngồi lùi lại. Siro phải ngồi lùi lại chứ không ngồi thế được. Lùi lại để cho em cọc em ngồi ngoài. Siro vào trong này. Siro vào đây. Siro vào đây. Siro vào. Siro ngồi đấy thì không ổn. Rồi, cọc ngồi ngoài. Ok. Rồi, giữ yên vị trí. Đây nha. Đầu tiên là khi mà mình đã ăn rồi, kích thích chúng nó để cho chúng nó thèm. Không. Cầm trên tay này. Với cái con mà đã biết ăn từ tốn rồi thì nó rất là đơn giản thôi. Đây, Nasi này. Đây. Siro này. Ok, nên là thử với cọc này. Siro lùi lại. Cú te này, đây, mọi người thấy không? À, khi mà cầm sát như thế này, là nó sẽ không ăn này, bởi vì nó gặm không được, nó gặm vào tay. Nhưng mà đây là với con chó nhỏ, còn nếu mà với con chó to thì sao? Với con chó to thì khi mà nó cắn như thế, nó có thể làm sứt tay chúng ta. Thì với con chó to thì như thế này, đây cho nó xì này, siro này, đây nhá, giả sử với con chó to này, siro. Siro. Đây, mọi người thấy cái cổ tay không? Cái cổ tay giơ ra thì nó sẽ ăn, nhưng mà khi mà chúng ta thấy nó nhào nhanh thì chúng ta sẽ xoay cái cổ tay. Rồi. Đây, siro, siro. Tức là chúng ta sẽ cầm cái đồ ăn ở trên tay của chúng ta này. Đây này, như cọc này là sẽ cọc sẽ ăn tham này. À, cầm ra cho nhìn thấy nhá. Rồi, nhẹ nhàng sẽ được ăn. Đây, mọi người thấy cái tay này. Với những cái con mà nó nhao ra nó ăn ấy thì khi dơ như thế này này, mọi người sẽ thấy vì sao mà những cái con chó của mình khi mình dơ ra như thế này mà mình chưa gọi tên là sẽ không con nào nó ăn cả. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà chưa gọi tên hay là chưa có mời gọi chúng nó ăn, nếu mà chúng nó nhao ra thì mình sẽ xoay cái cổ tay lại, chúng nó sẽ không có ăn được. Đây, siro, siro, siro. Đấy, thì đấy là một cái cách rất là đơn giản thôi, và để chúng ta tiếp xúc với lại cái con cún của chúng ta nó ăn rất là từ tốn. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà nó ăn vội thì nó sẽ không được ăn. Và cái cách phạt chúng nó là khi mà chúng ta có mấy con thì chúng ta có thể phạt bỏ lượt. Mình xin đây đây. Rồi ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống, ok. Messi này. Thì chỉ vài lần như thế thôi, chúng nó sẽ, con nào nó cũng sẽ ăn từ tốn. Bởi vì con nào mà ăn hư là sẽ bị phạt. Còn nếu con nào ăn hư thì chúng ta lại nhắc lại. Bởi vì là gì? Nó tùy món ăn nhá. Nó có những cái món ăn là cái con chó nó rất là thích ăn. Giả sử như là cầm thịt ở trên tay chẳng hạn. Cầm thịt ở trên tay chẳng hạn thì con chó nó cái
cái xu hướng mà cái con chó nó sẽ nhao để mà nó cướp đồ ăn là rất là cao, thì khi ấy cái cổ tay của chúng ta sẽ phải lắc cổ đây, cổ tay của chúng ta sẽ phải lắc như thế này, lắc để cho cái hướng mu bàn tay nó vào miệng con chó thì sẽ không có con nào nó cắn cả, mình đảm bảo với mọi người như thế. Nếu chúng ta đã lắc cái cổ tay để cho con chó nó nhìn thấy trước, để cho nó nhìn thấy mu bàn tay trước thì sẽ không con nào nó cắn, bởi vì nó đang tập trung vào cái đồ ăn ở cái đầu ngón tay của chúng ta, là khi chúng ta xoay lại thì nó sẽ nhìn hướng theo chứ nó sẽ không có quan tâm đến cái mu bàn tay của chúng ta, kể cả là con chó to nha mọi người nhé. Còn con nào mà nó ăn mà nó theo cái kiểu ăn hỗn, gọi là ăn theo kiểu ăn sợ như là con khác ăn mất ấy, thì chúng ta phải điều chỉnh bằng cái cổ tay của chúng ta. Đây, siro này. Siro này. Đây mọi người thấy không? Ui giời, mà xì lại che mất siro mất rồi. Siro xích lên. Xích lên. Rồi, ok, siro. Đây. Nếu mà ăn hỗn thì xin ngồi xin nuôi lại. Rồi ok, ngồi làm sao để nhìn được cả ba con. Cô đem ngồi giúp. Rồi. Merci. Đó, nó hiểu ý. Dơ xa ra cái thì nó sẽ không có dám nhào vào đâu. Đấy là cái mọi người đấy, giả sử như là đây. Đấy là nếu mà khi mà nó tiếp xúc nhẹ nhàng, khi món chó nó nhau nên rất nhẹ nhàng như này thì ok cho ăn, nó sẽ chỉ liếm vào tay. Còn nếu mà con nào ấy cho ăn mà nó có gặp vào tay của chúng ta là thì chúng ta lại bằng một cách như thế này này. Đây này, khi mà chúng con chó nó đang từ tốn rồi nhá, nó xì ngồi xích lại, siro ngồi xích lên, siro xích lên này, giả sử như siro nhá, đây siro há mồm to này, nhét luôn vào trong mồm siro này. Đấy, tức là khi mà con nào mà nó có cái xu hướng nó gặm tay của chúng ta, nó gặm vào một tí ấy, thì chúng ta lại ấn luôn theo cái đà, ấn luôn vào trong mồm của nó để cho nó nhớ, và ấn như thế là nó biết là nó đã gặm vào tay chúng ta rồi, thì lần sau nó sẽ nhẹ nhàng, nó sẽ chỉ là có gặm là nó sẽ là theo kiểu là nó gặm, gọi là nó gặm mớm, gặm để giữ đồ ăn chứ nó không có nhai bộp 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 để nó xước tay chúng ta ra. Chúng nó sẽ rút kinh nghiệm, chúng nó sẽ sang rất là nhanh. Còn đấy là mình nhắc lại, nên là khi mà cho chúng nó ăn là cầm ở trên tay này, mà con nào mà nó nhao vào cái đồ ăn khi chúng ta chưa cho phép thì rất đơn giản, gập cái cổ tay lại để cho, nếu nó có nhào vào nó sẽ mang nhào vào mu bàn tay, và sẽ không có con nào nó nhào vào mu bàn tay, nó cắn mu bàn tay của chúng ta cả, bởi vì cái nó tập trung là cái đồ ăn này, chứ không phải là cái mu bàn tay của chúng ta. Nó cái việc này nó vừa có tác dụng là che cái đồ ăn đi ra đằng sau mu bàn tay với cái mắt của con chó, mà nó vừa là ngăn cản cái con chó nó ăn cái đồ ăn. Thì đấy là nếu mà khi dơ ra như này sẽ không có con nào nhào lên là vì như thế. Đưa ra gọi tên thì được ăn siro, hoặc là đưa ra trước mặt chúng nó tự hiểu được là đưa cho chúng nó ăn tụi em. Thì đấy là nó rất là đơn giản thôi, chứ nó không có khó khăn gì về cái chuyện này cả. Và có nhiều bạn nuôi những cái giống chó mà cái độ gọi là cái độ ngáo của chúng nó cao, giả sử như là Husky hay Golden hay là Lab Labrador ấy, là những cái giống mà chúng nó khi mà chúng ta nhìn thấy đồ ăn chúng nó cứ nhao nhao lên ấy, thì cái việc mà chúng ta lặp lại cái động tác kiểu tay cổ tay này nó sẽ nhiều hơn thôi, chứ còn tất cả nó đều giải quyết được hết, tất cả nó đều sẽ có kỷ luật được hết. Và bên đây mọi người nhìn là đây là con chó bọ nhé, con chó ta nó cũng học được kỷ luật hết khi chúng ta rèn nó, và cái này nó rất là nhanh chứ nó không có khó khăn gì cả. Nó chỉ sau khoảng tầm, nếu mà chúng ta tiếp xúc đúng cách là chúng ta giữ nghiêm cái kỷ luật, tức là gì, con nào mà nháo là con đấy sẽ không được ăn, và chúng ta quyết tâm chúng ta không cho nó ăn nhé, khi mà nó vẫn còn đang thì kiểu là ham háo thì sẽ không cho nó ăn. Khi nào nó bình tĩnh ăn, bình tĩnh từ tốn chúng ta mới cho nó ăn, thì chỉ tiếp xúc khoảng tầm
4 lần đến 5 lần thôi. Tức là 4 lần đến 5 lần của một cái buổi như thế này, 4 đến 5 buổi như thế này. Thì đảm bảo là con nào nó cũng ngoan hết, chả con nào nó không ngoan. Còn với những cái giống ngáo ấy, thì lâu lâu mà chúng ta mới lại tiếp xúc với nó một lần thì có thể nó đã bị quên. Như giống rốt này thì nó nhớ rất là lâu này, nó tiếp xúc được một lần nên nó nhớ rồi. Nhưng một số giống chó là nó theo kiểu như là nó trẻ con, nó ham chơi, nó hay quên, nó nhanh quên. Thì có thể chúng ta sẽ phải nhắc lại. Nhắc lại thì đơn giản lắm, lại làm như từ đầu thôi. Là dơ ra này, nhưng mà nếu mà con nào nhào ra là xoay cổ tay lại luôn, thế thôi, đơn giản, rất đơn giản, không có cái gì. Siro là ăn như thế là dễ, cắn vào tay anh lắm đấy nhé, Siro nhé. Mà cắn vào tay là cho Siro nghỉ ăn luôn đấy, chứ không phải chuyện đùa. Ăn thế nào? Nào, làm sao? Đấy, mọi người thấy không? Khi chúng nó đã hiểu câu chuyện rồi ấy, thì cái đồ ăn mà cầm trên tay nó có gặp được rồi nhưng chúng nó vẫn phải nhả ra. Đúng rồi, phải nhẹ nhàng như thế. Còn nhanh nhanh chóng chóng mà đánh cực rầm phát vào tay anh là anh cho nhịn ăn luôn, chứ không phải chuyện đùa đâu. Đúng rồi, vào trong miệng thì nhai kiểu gì cũng được, phải nhai thì thật mạnh, nhưng mà khi mà vẫn còn đang ở trên tay anh thì phải thật nhẹ nhàng. Bởi vì tay anh ấy là phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, Siro hiểu không? Không thể nào mà theo kiểu bạo hành được, phải thật nhẹ nhàng. Chứ răng chúng nó sắc lắm, nó chúng nó là vô tình thôi, chứ không phải là chúng nó cố ý, chúng nó cắn vào tay chúng ta, nó ham quá, nó cắn đồ ăn thôi, nhưng nó bị quá đà thì nó xước, nhưng mà một cái vết cắn của chúng nó có thể gây xước tay. Và với con chó mà chúng ta nuôi thì chúng ta quản lý được cái việc là chúng ta tiêm phòng dại này kia định kỳ thì ok, nó cắn chả sao, rửa tay đi. Nó có không may nó có sứt tay ra thì rửa tay đi, rồi sát trùng là ok, yên tâm. Nhưng mà một số bạn thì có thể là cái con chó chúng ta nuôi ở những cái khu vực mà chúng ta nuôi chó ta ấy, thì chúng ta cũng không có cái thói quen tiêm vaccine đâu. Thì trong cái trường hợp như thế mà nó cọ xước tay thì chúng ta phải đi tiêm phòng dại. Nên là nếu mà các bạn mà nuôi chó mà gần chó nhá, thì các bạn cố gắng là ở nhất là ở Việt Nam chúng ta là cái dại ấy, là mùa hè, mùa nóng, nó cái tỷ lệ phát dại của cái tỷ lệ mắc cái bệnh dại nó rất là cao nếu con chó không được tiêm. Bởi vì mùa nóng ở Việt Nam mình nó rất là khắc nghiệt. Thì nếu mà chúng ta gần chó thì chúng ta cố gắng chúng ta bỏ ra một năm chúng ta tiêm phòng cho nó ít nhất là một lần, tiêm phòng dại ấy. Còn khi con chó nó to rồi ấy, thì chúng ta có thể không cần tiêm phòng bệnh. Bởi con chó nó to, nó khỏe, nhất là con chó ta, nó thích nghi khí hậu. Khi mà nó trưởng thành rồi thì nó ít bị lắm, hay kể cả rốt này cũng thế, nó cũng ít bị thôi. Khi mà nó trưởng thành thì nó ít bị lắm. Nhưng nếu nó là con chó cái thì chúng ta tiêm để làm gì? Để phục vụ cho cái việc nó mang bầu, nó tăng cái sức khỏe cho con chó con. Nhưng với giả sử như là nó là con chó đực thì có thể chúng ta có thể nhé, chúng ta không cần tiêm cái bảy bệnh, nhưng chúng ta phải tiêm dại. Cái dại ở Việt Nam chúng ta nó là cái bắt buộc. Và khi mà chúng ta gần với con chó thì con chó nào chúng ta cũng phải tiêm, con chó ta chúng ta cũng phải tiêm. Mà cái mũi tiêm dại thì nó rất là rẻ thôi, nó không có đắt. Nó chỉ có bao nhiêu? 50.000 hay là 40.000 gì đấy thôi. Thì một năm chúng ta cố gắng chúng ta tiêm cho nó ít nhất là một lần, không thì tiêm cho nó hai lần. Kể cả chó ta nhé mọi người nhé, chứ không phải là đây này, đây là một con chó ta đây này. Đây, con này là con chó ta chứ nó chả phải chó Tây. Mà cho ta mà một số giống bây giờ đang gây giống là cho ta nó còn giá tiền nó còn cao hơn cho Tây, cao hơn rất nhiều giống cho Tây, bởi vì nó đang giai đoạn đầu. Đấy, thì hôm nay chia sẻ với mọi người về cái cách mà tiếp xúc với chúng nó. Kể đây nhá, là cái hoa quả này thì con chó nó không có ăn, nó không ăn theo kiểu ngấu nghiến như là thịt. Một số bạn thì có ý kiến là phải cầm thịt ở trên tay. Thì con chó nó ham ăn thì ông mới biết được nó điều chỉnh cái con chó nó khó như thế nào không.
cái nguyên tắc chung nó như nhau mọi người nhé, thì cũng lì xì như thế. Bởi vì khi chúng ta lắc tay cổ tay như này thì dù là ở cái đồ ăn ở đây nó có là cái gì thì con chó nó sẽ cũng không bao giờ nó cắn vào cái chỗ tay này của chúng ta, bởi vì nó bị che mất rồi. Đây mọi người nhìn nhé, đây nó che mất tầm nhìn rồi, ngửa ra như này thì nó nhìn thấy này, lắc lại như này thì nó không thể nhìn thấy được này. Còn với những con bướm nha, ở đây là câu chuyện ở đây là chúng ta là gọi là nó phải có kỷ luật, và mỗi một con chó nó sẽ có một cái mức độ kỷ luật khác nhau. Với bình thường ấy, thì chúng ta chỉ cần quát gần giọng thôi nó đủ rồi, nhưng mà với một số con chó bướm mà trước đây có thể trong cái giai đoạn nó còn nhỏ, chúng ta ít có thời gian chúng ta tiếp xúc với nó và nó để cho con chó nó thành cái tính bướm rồi, thì cái việc là khi mà chúng ta giơ ra như thế này nó nhào vào và chúng ta lắc cổ tay lại mà nó vẫn nhào vào nhé, thì có thể là cái cổ tay của chúng ta nó lại trở thành một cái búa luôn. Mọi người có hiểu ý không? Đấy, gõ vào mõm nó mà cái này nó gõ vào thì đau lắm, thì chỉ cần một hay là hai lần thôi. Đấy là với những con nó bướm nhé, những con bướm, nhất là những con đực. Những cái con đực mà nó ở cái tuổi choai choai khoảng tầm từ 12 tháng cho đến khoảng tầm 18 tháng, là cái giai đoạn đấy là giai đoạn chúng nó thích thể hiện, nó như là giai đoạn người ở cái khoảng tầm lớp 8 lớp 9 ấy, khoảng cái khoảng tầm đấy là nó ngáo lắm, nó thích thể hiện, nó là gọi là trung tâm của cả thế giới. Thì với những cái con ở trong cái giai đoạn như thế, nếu nó vẫn cố tình khi mà chúng ta đã xoay cổ tay lại mà nó vẫn cố tình nó nhào vào, tất nhiên nó không cắn đâu, nhưng nó sẽ nhào vào để nó cố gắng nó nhào vào cái miếng đồ ăn ở đây, chứ nó không có cắn vào tay chúng ta, thì khi nó cố nhào vào nó ấn tay chúng ta thì chúng ta lại làm một cái động tác là chúng ta sẽ lắc cổ tay. Đấy, mọi người nghe thấy tiếng không? Thế thôi, nhưng mà cái sức bật của cái cổ tay nó mạnh lắm chứ nó không yếu đâu. Là đấy là cái để giải quyết với những con cứng đầu. Và kèm theo là kèm theo cái việc mà gõ như thế là chúng ta sẽ phải quát là sai, không, sai, để đại khái theo kiểu như vậy, để cho nó biết là chưa được. Và khi nào mà nó tiếp cận rất là nhẹ nhàng thì lúc đấy chúng ta mới cho ăn. Và chúng ta nên cầm ngắn nhé mọi người nhé, chúng ta nên cầm ngắn này, chúng ta cầm càng dài như này ấy, thì những con háu ăn ấy, chúng ta cầm dài như này thì những con háu ăn thì nó lại không có ngậm vào đây đâu, mà nó sẽ ngậm sát vào thì nó lại càng dễ cắn vào tay chúng ta. Nhưng nếu khi chúng ta cầm sát như này, thò ra có tí này thì nó sẽ sợ cắn vào tay chúng ta, thì nó sẽ phải rất nhẹ nhàng thôi để mà nó gặm vào cái chỗ này. Đấy là cái mà với những cái con mà nó càng ăn càng ẩu thì chúng ta lại cầm càng ngắn. Để làm gì? Để mà nếu mà nó khi mà chúng ta điều chỉnh được cái lực tiếp xúc của con chó của chúng ta là nó sẽ tiếp xúc rất là nhẹ vào cái đồ ăn này chứ nó không có cắn cái rầm phát, thì chúng ta lại điều chỉnh cái chiều dài của cái đồ ăn để con chó nó sẽ phải điều chỉnh, nó cắn không vào tay chúng ta thì nó sẽ phải cắn nhẹ và nó phải cắn bình tĩnh chứ nó không cắn vội được. Bởi vì nếu nó cắn vội ấy, thì cái mà cái khoảng cách nó áng chừng nó sẽ không chính xác. Còn đây là gọi là gái ngoan hết rồi đấy, cho ta đấy. Nếu bình thường như lúc trước mà Putea ăn thì Putea ăn thì thôi rồi, cứ như kiểu chết đói đến nơi, dù là vừa mới ăn xong. Đấy là cái kiểu ăn của chúng nó nhá, cái kiểu ăn của chúng nó chứ không phải là vì chúng nó đói hay không đói đâu, mà nó là cái kiểu ăn là nó thành một cái gọi là cái nếp ăn. Vì bất kỳ một con chó nào nó lớn lên ấy thì nó đều có cái giai đoạn. Đây này, những miếng bé nhất này, miếng bé nhất nhá, cầm ở trong ngón tay cho nó đấy. Vì bất kỳ một con chó nào nó lớn lên ấy, thì nó đều có cái giai đoạn là con chó nó nằm, nó lớn lên ở trong một đàn chó con.
và khi nó lớn lên ở trong một đàn cho con thì nó sẽ được ăn chung, và khi ở trong đàn cho con nó ăn chung thì chúng nó sẽ phải chăn nhau chúng ăn, và nó sẽ ra cái nết của chúng nó là chúng nó sẽ ăn rất là nhanh, bởi vì nếu nó không ăn nhanh như thế thì những con khác nó sẽ ăn hết. Đấy là cái ban đầu của bất kỳ con nào nó cũng sẽ ăn theo cái kiểu như thế. Còn muốn rèn cho nó ăn mà cho nó ăn từ tốn lại khi nó ở một mình ấy, hoặc nó ở mấy con như thế này, thì chúng ta có một cái nguyên tắc quan trọng nhất mà chúng ta phải giữ được là gì, là con nào ăn phần của con đấy. Một con ăn xong rồi muốn lượn ra chỗ khác để ăn xin phần của con khác hoặc tranh cướp thì chúng ta sẽ phải quát nó ngay và không cho phép cái điều đấy xảy ra. Không cho phép một con ăn xong rồi sang ăn phần của con khác. Thì giữ như thế thì chúng nó sẽ ăn rất từ tốn, bởi vì những con nào nó cũng hiểu là nếu nó có ăn hết phần của nó cũng sẽ không được ăn sang phần của con khác. Và các con nó đang ăn cái phần của nó thì không có con nào vào ăn tranh phần của nó được. Thì như thế nó sẽ không cần phải ăn vội nữa. Đấy là một cái nguyên tắc mà để mà có con chó của chúng ta nó ăn từ tốn. Ok, hết rồi, hôm nay ăn quá nhiều rồi. Ok, nè à, lên đây chào mọi người nè. Đây này, chó ta nè à, chó ta à, hôm nay được 9 cân rồi đấy. Kinh không? 9 cân khoảng tầm hơn 3 tháng. À, đây xem này, yeah. Răng chưa thay cái nào, khoảng tầm 3 tháng rồi. Chó ta lớn rất nhanh. À, siro đây nhá, siro nằm ra đây, siro nằm ra đây này, êm ông siro. Ok, nó xin một số nào. Yên để kết thúc video này. Ngồi yên. Nào, ngồi yên. Có mỗi mình thôi. Có một mình vừa quay video làm tất tật. Xin chào tất cả mọi người nhé. Bà bầu Siro và gái rượu Nosy. Xin chào tất cả mọi người à, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Thank you and see you again. Video mà hữu ích thì mọi người chia sẻ nhé.